cho đi tiền bạc, cho đi tiền đồng, nhưng đừng cho đi trái tim. Cho đi ngọc ngà, cho bao muôn phần, nhưng giữ lòng khỏi tơ vương. When I was 120, nhưng lời người nói có ích chi. Khi tôi 21 tuổi, người ấy nói với tôi: quý giá bộ phận là con tim của mình, hãy đừng cho đi quá nhanh. Những tiếng thở dài theo xuân quang đời và nỗi buồn chẳng thể vơi. Khi tôi 22 tuổi, lời người đã nói với tôi: cho đi mọi điều, nhưng giữ tim mình.